What's up các bro? Mong các bro có một ngày cực kỳ tuyệt vời. Hôm nay Nick có một kèo rất hay cho các bro cùng chiêm ngưỡng. Và vị khách đặc biệt của ngày hôm nay không ngoài ai khác, đó chính là một người anh, một người mà Nick rất thân tượng, một người mà đã mang Nick từ con số 0 lên số 1000, một người nói chung là rất là đặc biệt. Hello nữa. Nguyễn Đắc Huy với biệt danh là Huy Ken là tuyển thủ đội tuyển Việt Nam futsal. Và kinh khủng hơn, đã lập siêu phẩm tại giải đấu này. Ở ngoài sân đấu, Huy Ken là một người anh Nick rất ngưỡng mộ vì đã từng nhận lời lên video cùng Nick khi mình chưa là ai. Và ngược lại, lúc đó anh Huy là một tuyển thủ. Nhưng suốt 2 năm qua, Huy Ken đã dính một chấn thương rất nặng và không thể thi đấu. Bây giờ cái cảm giác là một ngày không có bóng đá giống như mình đó, nó rất là buồn, rất là chán luôn mọi người. Kiểu là khi mà mình chấn thương á, mình có một cái cảm giác là hơi bị nản một chút, nghĩa là thời gian dài. Khi Nick theo dõi anh Huy và thấy được sự kiên trì quay trở lại qua mỗi ngày, đó là một nguồn cảm hứng rất lớn đối với mình. Và sau hơn 2 năm từ lần đối mặt trước đây, thì cuối cùng Nick đã chốt được kèo tái đấu. What's up, là Huy Ken đồng hành cùng với Nick trong cái video này. 2 năm trước là Nick với anh Huy là mới gặp nhau lần đầu. Đúng 2 năm sau kèo tái đấu kèo cuối cùng là xảy ra. Bây giờ Nick cực kỳ ghê gớm rồi nha anh em. Nick hôm nay Nick sẽ cho anh Huy suốt 100 trái là anh Huy sẽ vào bao nhiêu trái? 5 trái. No. Target 5 trái. Em nghĩ em bắt được 10 trái là hay rồi đó. Không, target của anh là ghi 5 bàn thôi. Đừng nói vậy, lát nữa rút hơn 5 bàn chết em. Không nói nhiều nữa, let's go bro. Đội găng mới tin mùa này của Adidas Cowboy. Hồng chưa? 20m. Ok. Chúc may mắn. Ok. Chúc em may mắn. Chúc em bay người cái đầu tiên. Highlight nè. 100 trái bắt đầu từ ngay bây giờ. Let's go. Tại quá, đây là cú xuất khởi động đầu tiên nè. Nãy giờ Nick cũng chưa khởi động, lo setup máy các bạn em. Go. Lại cái nữa nè. No! 2 trái không vô rồi anh em ơi. Xin thứ 3 chỗ đó nữa nè. Quá nhẹ rồi. Mình phải đá càng xa ra bay mới đã. Bay đó. No! Má bay ghê trời. Trời ơi lên trời đó. Ui. Lấy điểm rồi anh em ơi. Trời ơi. Giờ mình đá mù thượng cái nha em, nói nhỏ thôi nó biết. Mù vẫn chưa thắng được Nick nha. Chỉ có mù mới thắng được Nick nha anh em. Chết rồi chơi. Nãy giờ là nhìn bộ đồ là biết là góc nào là góc thuận của anh Huy Ken. Nhìn là biết rồi đúng không anh em? Vô không? Vô không? Vô không? Vô không? Vô không? Tầm 20m thì không ăn được Nick nha. Chạy! Vô không? It's a true number 9 score. Hay quá rồi. Hả? Hay quá. Cho siêu phẩm coi. Siêu phẩm hả? Nice. 15-4 okay. Anh quay trở lại từ chấn thương thì anh cảm thấy như thế nào rồi? Chưa. Bây giờ chưa. Khoảng 60% rồi. 60% thôi hả? Tại vì mình cũng chưa chạy oh được. Oh my god. 100% là toan rồi. 100% là phải đợi 3 tháng nữa nha mọi người. 3 tháng nữa là em phải để cho anh trả thù nha. Ok. Bây giờ cho anh chọn cấp tiếp theo. Cấp đầu tiên là hai anh em đều khởi động. Nên là bây giờ bắt đầu căng này cấp rồi. Đây. Ok. Cấp này đi hả? Nãy giờ anh Huy nhường nếu có cấp rồi. Bây giờ qua môn mới là có vô lê luôn. Cái này là đang setup vô lê. A few moments later. Thường thường ở trong đội tuyển là có người làm giùm rồi các bro. Hôm nay là tiên làm nên là hơi lọt mọc xíu. Nói chung là mấy cái này mình không có setup được. Bây giờ mình phải đợi một cái thủ môn nó test cùng mình. Được, Vinh Dự. Có nít. Vinh Dự quá. Mình còn một cái đồ chơi dành cho thủ môn nữa nhưng mà hôm nay mình không đem lên đây. Để bữa sau mình mới mồi nít lên đây được nha mọi người. Đợi xem.
giấu chút xíu chứ giấu như mới gặp mặt mà mang ra hết sợ chạy chết. Đúng rồi. Hiện tại video của mình đang rất là vui vẻ, sống động, nhưng mà có một cái đề tài là bắt buộc phải hỏi, tại vì khi mà em biết được thì em cũng gọi là rất là buồn. Mới tới khúc đó là mình đã biết là nó muốn hỏi gì rồi nha anh em. Thì đó, chưa cho các bạn nào mà chưa biết thì anh Huy mới vài ngày vừa qua thôi là đã thông báo là sẽ giải nghệ với lại Futsal. Thì cho em hỏi là tại sao anh lại quyết định cái việc này? Cái quyết định mà giải nghệ Futsal chuyên nghiệp cực kỳ khó khăn đối với mình nha mọi người. Nhưng mà cuộc chơi nào cũng có dừng lại thì để viết tiếp một cái gì đó mới cho bản thân hơn, và quan trọng hơn là về cái chấn thương của mình cảm nhận là nó không có thể nào mà trở lại đỉnh cao của Futsal được nữa. Nên mình quyết định dừng lại để tìm một cái gì đó mới hơn. Cái lúc mà bắt đầu chơi anh không nghĩ là anh đạt được những cái việc đó. Việt Nam mình chắc đếm những người mà đi được xa như anh tới World Cup chắc đếm trên đầu ngón tay luôn á. Nên là anh là một cái số gọi là 0.01% của Việt Nam mình đó, là anh nghĩ cái điều đó là rất là đặc biệt, với lại thật sự là giấc mơ luôn, cũng không mơ thấy được. Đúng là giấc mơ, thực sự là may mắn. Đạt được những thứ đó là quá là hạnh diện luôn rồi. Sau khi mà anh trải nghiệm rồi thì anh có kế hoạch gì không? Thì kế hoạch tiếp theo thì vẫn là phục hồi chấn thương trước đã. Nếu mà anh hồi phục lại được á thì anh nghĩ khán giả có thể xem anh thi đấu ở đâu đó không? Rồi có ngày nào chắc, đó anh quay lại không? Chắc là bật mí với mọi người thì cũng chắc cũng có thể chơi ở một đâu đó. Chắc chắn là chơi tại sân bóng của mình nha anh em. Ok. Hiện tại đôi này là rất là đáng. Bắt nãy giờ chưa có một vết chày nào luôn. Định chưa? Ok, let's go. Lên trời nữa rồi. Khổ quá. Khổ quá. Ok, let's go. Oh my god. Quá là khó khăn trong cái việc tiếp xúc bóng mọi người. Ok, let's go. Chạy đâu đi đây. Quá gớm gớm nha anh em. Tuyệt vời, tuyệt vời. Đúng Huy Ken thời Huy Hoàng luôn. Thôi đi anh. Nope. Nít ơi. Oh my god. Up rồi. Gì ghê. Bình tĩnh nào. Nít go. Bắt đầu mình đã có cảm giác hơn rồi. Oh my god. Nếu mà 1-1 mình nghĩ là khả năng đánh bại Nick khá là thấp. 100 trái mà đánh bại không được rồi. Vậy giả mày. Oh my god. Chân đã quá mỏi rồi. Nhiều siêu phẩm rồi, đủ rồi. Tụi em diễn nữa. Diễn đây. Dành cho các bro nào có nhu cầu muốn nâng cao cái kỹ thuật của mình, va chạm hơn á, thì anh Huy có một cái lớp học rất là chuyên nghiệp. Thì lớp học Futsal bóng đá của Huy thì được mở được cỡ 10 năm rồi. Thì đối tượng của anh thì là những bạn học sinh sinh viên. Và những đối tượng nghe ghê, những người đi làm, những người mà chơi bóng đá. Tại vì bên anh là có một cái lớp cơ bản, một cái lớp nâng cao. Nói chung là đá mặc dù là không tốt nhưng mà vấn đề về tác phong và tất cả mọi thứ phải chuyên nghiệp là hàng đầu. Thì em hỏi có bạn nào từ KNFC mà vô chuyên nghiệp chưa? Cũng có một vài bạn chơi chuyên nghiệp. Thủ môn có được nhận học không? Thủ môn vô tư. Thủ môn thì bên anh có một cái bạn cũng đang chơi chuyên nghiệp. Quay trở lại làm việc cùng anh. Cho nên là mọi người có muốn đăng ký và liên hệ thì đây, cái KNFC của mình mọi người. Và bây giờ vị trí còn hai vị trí nữa các bro ơi. Cho anh Huy chọn á. Penalty đi ha. Penalty. Nãy giờ anh sút rất là mệt rồi, khá mỏi rồi. Okay. Mọi người bây giờ mình phải chọn cái ly gần. Thì bọn mình sẽ sút 10 trái, anh mà sút vào 8 trái. Thì em sẽ tặng anh một đôi giày thời trang Adidas.
đúng sai của anh là mang vô là chị em nào cũng nghe. Sắp có giày để ăn Tết rồi mọi người. Đúng rồi, cố gắng rồi ta. Nâng chỉ số luôn đó. Đã. Em nghĩ là được mà, anh đương nhường là được. Okay, okay. Bây giờ mình không nhường mọi người. Oh my gosh. Nít ơi, cố lên nào. Nít chỉ có thủng lưới hai bàn. Mới có một trái à. Suy nghĩ. Đánh lừa kìa, quả thứ hai. Nếu như mà trong năm trái đầu tiên mình xảy một trái thì có nghĩa là mình đã đánh mất 50% cơ hội của mình nha mọi người. Mình phải cố gắng hoàn thành 5/5 mới đánh bại được cái pha này của Nick. Ok. Oh my god. Càng về sau thì mọi người biết là khi nào đá penalty thì càng áp lực hơn cả thủ môn lẫn là cầu thủ. Yes. Một. Rất may mắn mọi người bấm đập đất. Hay quá vậy ta. Anh hết lý trí, anh bắt đầu nó bị hơi bị lung lay một chút rồi. Oh my god. Oh. Cái này dữ vậy. May quá luôn á. Quả 8 rồi, chết rồi. Hy vọng là Nick sẽ bắt được trái bóng này. Yes. Oh my god. 1-9. Trái cuối cùng, từ từ. Đang chung mà cay quá em. Từ từ. Bình tĩnh. Mọi người thấy à, một ý chí trong một cái trận báo penalty. Thấy không? Dùm Huy là bây giờ bao nhiêu cái chưa hết. Mọi người thấy không? Khá là tập trung. Trái cuối mình phải cho Nick ném cái mùi này. Let's go. Yes. Không sao. Đằng nào đi cũng sẽ tặng anh Huy. Tại vì một người anh rất là tuyệt vời. Nên là đằng nào cũng tặng. Nói kèo vậy thôi. Vậy là có nhường không? Thực ra không nhường. Khá căng ở trái cuối cùng mọi người ơi. Như các bạn thấy sau lưng Nick là một cái sân cỏ rất là đẹp ở Hóc Môn. Thì đây cũng là sân của anh Huy luôn. Em thấy cái dự án này đắp ủ rất là lâu rồi, cuối cùng mà nó cũng khai trương thì em muốn chúc mừng anh. Cho em biết chút xíu coi là những bạn mà muốn đầu tư một cái sân giống như vậy thì là phải chuẩn bị những cái gì? Là sân trồng cỏ nhân tạo thì tầm 3 tháng. Làm 3 tháng xong rồi mới chuyển sang làm sân 11 người này, trồng cỏ thêm 3 tháng nữa là mình có thể bắt đầu khai thác. Nhưng mà thời gian đầu tiên thì tầm 1-2 tháng nữa mình khai thác nó không có ok, tại vì là đất nó chưa có cứng. Cỏ nó cũng chưa có đều đẹp nữa. Còn bây giờ là ok rồi nè. Ok. Giờ là mọi người có thể trải nghiệm thoải mái luôn. Để mà giữ chân nhanh Huy chút xíu á, thì Nick nghĩ là mình làm kèo cuối cùng. Kèo này cực căng nhanh. Cuối cùng là mình phải căng hết sức luôn. Cực căng hả? Em cũng sẽ bay hết sức luôn. Cực căng vậy thì thay vì xài cái kia thì giờ mình bóng đập đất. Chơi luôn. Thẳng đây ha. Ok. Đối với lại cờ ly này, Nick sẽ cho camera đứng ngay sau lưng mình để biết anh Huy sút mạnh cái nào. Rồi. Căng phết. Oh my god, cú đó. Oh my god. Oh my god. Còn đẹp quá. Oh my god. Oh my god. Có gì à? Sao được.
sao kìa đi bệnh viện Kiếp bro, cảm ơn anh Huy đã dành thời gian ra hành em. Cảm ơn anh rất nhiều. Một phút tình cảm, anh có biết là nãy giờ một tiếng qua mình quay với nhau á, em nhận ra một điều là nếu mà anh giải nghệ thì có nghĩa là anh em mình có cơ hội để quay với nhau nhiều hơn. Đúng không? Tại vì các bro biết á, là nếu mà đối với một vận động viên chuyên nghiệp á, mà trong mùa á, để mà sắp xếp lịch quay với nhau rất là khó. Thứ nhất là di chuyển rất là nhiều, phải bay tỉnh này tỉnh kia rồi qua nước ngoài, nói chung là đủ kiểu hết, anh em hẹn nhau rất là khó. Cái thứ hai nữa là trong mùa mà quay những cái video đăng lên mạng xã hội thì nó rất là tâm lý, nó cũng như không có được chuyên nghiệp á, nên là mình cũng hạn chế để mà giữ hình ảnh cho người anh của mình. Sân bãi ok, nick chỉ cần ok là anh sẽ lên sân mà tiếp nick liền, kể cả sân 5, sân 7 ra là sân thật. Let's go, có sân nhà các bro ơi. Sân nhà, nick có sân nhà với rồi. Em muốn cảm ơn anh Huy một lần nữa là đã xuất hiện trên video và dành thời gian làm cho em một video chất lượng như vậy. Thì cảm ơn tất cả mọi người đã xem video của mình và Nick trong một khoảng thời gian khá dài, và đây là cũng là một cái niềm vui mới, một cái niềm vui của những người làm content. Hy vọng là mọi người sẽ đồng hành cùng với bọn mình trong những cái video mới hơn, hay hơn, và cho những mình những cái cảm nhận thật là tuyệt vời hơn nữa. Nếu mà các bro chưa subscribe vào kênh của anh Huy thì dưới đây sẽ là kênh của anh Huy, và nếu các bro chưa follow anh Huy trên TikTok thì follow ngay bây giờ. Cảm ơn các bro rất nhiều và chúc các bro có một ngày cực kỳ tuyệt vời. Peace.